ba con mực. Anh yêu con mực. Bài nhạc vừa rồi sẽ thay cho tiêu đề video này. Nhân vật chính ngày hôm nay là một chim mực khổng lồ đã tuyệt chủng ở vùng biển thời tiền sử ở Bắc Mỹ trong kỷ phấn trắng. Đó là Tuso Teudis, loài động vật thân mềm cổ đại có kích thước không khác mấy so với loài mực khổng lồ hiện đại Achiteudis. Tuso Teudis là một chim mực khổng lồ đã tuyệt chủng sống ở vùng biển thời tiền sử ở Bắc Mỹ trong kỷ phấn trắng. Loài động vật thân mềm cổ đại này có kích thước tương đương với loài mực khổng lồ hiện đại. Nhìn bề ngoài nó cũng không khác mấy nếu so với loài mực hiện giờ. Nói thật thì lúc tôi làm video về loài này tôi cũng khá là hoang mang. Khi mà loài này nó vừa lão hoắc, nó vừa ít thông tin, thêm quả kênh tôi cũng hơi flop. Nhưng thôi, lỡ rồi làm luôn video cho có mà đăng để các bạn xem. Giống như mực hiện đại, cơ thể của Tuso Teudis không có xương sống. Do đó, cấu trúc cứng duy nhất trên cơ thể đó được gọi là pen. Đúng vậy, là pen ấy. Hay Gladius, đùa thôi, đây là phần duy nhất của nó được bảo tồn trong hồ sơ hóa thạch. Nó là một trong những loài mực lớn nhất từng bơi trong các đại dương trên thế giới. Nhưng những mẫu hóa thạch rời rạc của Tuso Teudis này khiến việc xác định một số thuộc tính của nó trở nên khó khăn hơn. Đặc điểm: Tuso Teudis thường được so sánh với loài mực khổng lồ hiện đại là loài mực lớn nhất vẫn sống cho đến ngày nay. Thật không may, rất ít thông tin về loài mực này vì chúng sống ở môi trường biển sâu và hiếm khi được nhìn thấy. Phần duy nhất của Tuso Teudis được phát hiện cho đến ngày nay là cấu trúc hỗ trợ giống như xương cứng, được gọi là Gladius. Cấu trúc chitin này hoạt động giống như một bộ xương bên trong, hỗ trợ cấu trúc cơ bắp cho nó. Dựa trên chiều dài của Gladius, kích thước tối đa của Tuso Teudis với các xúc tu kéo dài đang được ước tính khoảng 8-11 mét. Ước tính kích thước này khiến nó nhỏ hơn một chút so với mực khổng lồ, với kích thước tối đa khoảng 12-13 mét. Gladius tạo nên một cơ thể có khoảng 8-10 xúc tu. Phần đầu của cơ thể loài cephalopod này còn có đặc điểm là đôi mắt to và chiếc mỏ sắc nhọn. Nơi phân bố: Tuso Teudis sống vào cuối kỷ phấn trắng khoảng 85-70 triệu năm trước. Nó sống ở một tuyến đường biển nội địa cổ xưa được gọi là đường biển nội địa phía Tây, bao phủ hầu hết Bắc Mỹ trong thời kỳ kỷ phấn trắng. Hóa thạch duy nhất được xác nhận của loài Tuso Teudis được tìm thấy ở Kansas. Tuy nhiên, một số hóa thạch chưa được xác nhận cũng được biết đến từ các vùng khác của Mỹ, chẳng hạn như Bắc Dakota, Nam Dakota, Nebraska và Wyoming. Điều này cho thấy loài động vật chân đầu cổ đại có phạm vi sinh sống rộng lớn. Tuso Teudis rất có thể là một loài động vật chân đầu sống ở tầng nổi. Điều này có nghĩa là nó sống ở vùng biển rộng. Tuy nhiên, nó cũng có thể đâm mạo hiểm đến những vùng nước rộng hơn để kiếm ăn và sinh sản. Môi trường sống ưa thích chính xác của loài mực này vẫn chưa được biết đến, nhưng nó có thể đã sống ở khu vực có nguồn cung cấp thức ăn dồi dào. Hành vi và chế độ ăn uống. Tuso Teudis được cho là chúng bơi nhanh và ăn rất ngon. Tôi đoán thế. Nó di chuyển tương tự như các loài mực hiện đại di chuyển ngày nay. Điều này liên quan đến việc đẩy nước bằng các xúc tu ở phần dưới cơ thể để lướt đi. Tuso Teudis có thể linh hoạt, nghĩa là nó có thể quay đầu nhanh và bơi lùi. Ở thời điểm hiện tại, chúng ta biết rất ít về lối sống của loài mực này. Nhưng mực khổng lồ hiện đại là loài săn bồi sống đơn độc ở vùng nước sâu. Chúng cũng được cho là có thể phun mực để bỏ trốn hoặc đánh lạc hướng như mực hiện đại. Hiện nay, chúng ta vẫn không có bằng chứng nào cho thấy nó sống tập trung với những con mực khác. Tuso Teudis rất có thể là một loài săn mồi tích cực. Các xúc tu của nó được lót bằng các giác hút dùng để tóm hoặc giữ con mồi. Nó có thể săn các sinh vật ở đường biển nội địa phía Tây, chẳng hạn như cá và động vật chân đầu. Loài mực khổng lồ này có thể được kiếm ăn bằng cách săn lùng và phục kích con mồi. Sơ qua thông tin này thì mình nghĩ các nhà phát triển liên minh huyền thoại có thể cân nhắc tạo ra một con tướng mới từ loài mực này. Khi nó có đội tại là mắt to để quan sát và săn mồi, chiêu quy là tàng hình nè, còn chiêu đúp là phun mực để tạo bơm khói cho dễ bỏ chạy hoặc đánh lạc hướng đối thủ nè, chiêu e là lướt đi nè, còn chiêu cuối chắc chắn các nhà khoa học nghĩ là ăn rất ngon. Được, hào hán, hào hán. Thực ra là chỉ có tôi nghĩ thế. Sự tiến hóa và lịch sử. Lịch sử tiến hóa của Tuso Teudis không được biết đến nhiều. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng nó có thể có quan hệ họ hàng gần gũi với Vampiro Teudis, còn được gọi là mực Macaron. Nói chung, động vật chân đầu có lịch sử phát triển lâu dài, bắt nguồn từ thời đại cổ sinh. Những động vật thân mềm không có vỏ này có khả năng tiến hóa từ tổ tiên có vỏ. Trên thực tế, một số loài động vật chân đầu nguyên thủy như Plejonoceras và Nautilus cũng có vỏ. Các loài động vật chân đầu không có vỏ như mực và bạch tuộc đã tiến hóa khoảng 160-100 triệu năm trước.
trong thời kỳ được gọi là cách mạng biển Đại Trung Sinh. Đây là thời điểm có sự thay đổi lớn trong môi trường biển, đặc trưng bởi cuộc chạy đua sinh học giữa các loài săn mồi và loài bị săn mồi. Như đã biết thì loài mực này đã loại bỏ bộ xương bên ngoài của chúng để có bộ xương bên trong nhằm thích nghi với việc trốn thoát khỏi những kẻ săn mồi. Việc mất đi lớp vỏ khiến chúng dễ dàng nén cơ thể và thoát khỏi những kẻ săn mồi nhanh hơn tổ tiên của chúng. Những loài mực này tiếp tục đa dạng hóa trong kỷ phấn trắng và các dạng lớn hơn như Tuso Theodis xuất hiện trong thời kỳ này. Tương tác với các loài khác, Tuso Theodis có thể là một trong những loài động vật chân đầu lớn nhất của vùng biển kỷ phấn trắng. Các chuyên gia cho rằng nó có thể là loài săn mồi hàng đầu ở vùng biển cổ đại, săn cá và các loài động vật khác. Sự kết hợp giữa kích thước to lớn, xúc tu mạnh mẽ và chiếc mỏ sắc nhọn khiến nó rất thích hợp để săn những con mồi lớn. Bản thân Tuso Theodis cũng sẽ là con mồi của những động vật lớn hơn trong hệ sinh thái của nó. Điều này bao gồm các loài bò sát biển như thương long và cá săn mồi ở đường biển nội địa phía Tây nơi nó sinh sống. Ít nhất một trường hợp loài mực này bị kẻ săn mồi tấn công được lưu giữ trong hồ sơ hóa thạch. Một hóa thạch của loài cá săn mồi cổ đại là Simolithis nabaholica, từng được phát hiện với chiếc gladius của loài Tuso Theodis trong cổ họng của nó. Một phần cơ thể của loài mực này vẫn còn nằm trong dạ dày của cá, trong khi miệng nó vẫn mở, cho thấy phần còn lại của cơ thể mực vẫn còn trong miệng khi cá. Các chuyên gia cho rằng đầu và các xúc tu của loài Tuso Theodis có thể đã chặn mang của loài cá này khiến nó ngạt thở trước khi nó kịp nuốt. Ý nghĩa văn hóa. Tuso Theodis đến nay vẫn đang là một sinh vật chứa nhiều bí ẩn. Chúng ta có rất ít thông tin về loài mực này do hóa thạch của nó chưa hoàn thiện. Tuso Theodis là ứng cử viên xứng đáng cho loài mực lớn nhất từng sống khiến nó trở thành loài khá hấp dẫn để nghiên cứu. Thật không may, có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ biết được con mực khổng lồ này lớn đến mức nào trừ khi bằng cách nào đó có thêm hóa thạch bổ sung. Tuso Theodis và những loài mực khổng lồ khác đã thu hút trí tưởng tượng của mọi người ở mọi lứa tuổi. Các chuyên gia cho rằng việc nhìn thấy những con mực khổng lồ này có thể đã truyền cảm hứng cho những câu chuyện về Kraken, quái vật biển nổi tiếng trong thần thoại Na Uy. Mặc dù những câu chuyện dân gian có lẽ đã đề cập đến loài mực khổng lồ còn sống như Archaeotheodis và loài mực khổng lồ Mesonychotheodis, nhưng ý nghĩa về một loài mực khổng lồ có thể vượt qua kích thước của chúng chắc chắn là rất hấp dẫn. Hiện tại, Tuso Theodis không còn phù hợp với khoa học do sự rời rạc của các hóa thạch. Nhưng việc phát hiện ra nó vừa là kẻ săn mồi, vừa là con mồi ở đường biển nội địa phía Tây cổ đại, góp phần giúp chúng ta hiểu biết về môi trường thời tiền sử này và các tương tác sinh thái diễn ra trong đó. Vừa rồi là toàn bộ những thông tin về loài mực tiền sử Tuso Theodis. Các bạn thấy sao về loài sinh vật thân mềm này? Hãy bình luận bên dưới cho chúng mình biết nhé. Nếu thấy video này hay, hãy ấn like và subscribe kênh để ủng hộ thành quả lao động của chúng mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.